giọng hát và nhan sắc nam em tụt dốc không phanh khi quyết định ở ẩn. Quá đẹp, lửa này đốt được cả. Cảm ơn An Yên 15, cảm ơn chị. Chị chốt thêm chai xanh tồ tặng cho người yêu, người thân của mình nha chị yêu ơi. Đấy, cái cây gì khó nhất anh làm rồi. Danh ở đây. Thi phố gì giờ này nó bận à, kiếm sàng làm giàu rồi. 28 8 tuổi bận làm giàu. Khi chậm người đến ngày xưa tôi làm giàu được năm 16 tuổi. Em nhận nước hoa rồi thơm quá trời, cảm ơn Lê, chúc xuân nghe tiếng chim. Đúng rồi. Sau khi Ủa? quyết định tạm xa Sài Gòn chuyển đến Đà Lạt lập nghiệp, giọng hát của Nam Em được nhận xét ngày càng mất phong độ. Sau những ồn ào đầy tai tiếng trước đây, Nam Em phải tạm rời showbiz bắt đầu khởi nghiệp bằng công việc tự sản xuất và bán hàng online. Khi ngẫu hứng hát trên sóng livestream để phục vụ cho mục đích bán hàng, bà xã Hữu Cường bất ngờ bị khán giả ném đá. Cụ thể, một cư dân mạng đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc nam em hát karaoke ca khúc mang tên dòng thời gian trong phiên livestream. Sau khi thưởng thức giọng hát từng được khen là có chiều sâu, ở thời điểm nam em đi hát phòng trà trước khi xảy ra ồn ào không đáng có, một khán giả bày tỏ sự ngán ngẩm khi giọng hát của người đẹp ngày càng mất phong độ. Mặc dù đây chỉ là hát karaoke góp vui, thế nhưng với kiểu hát hời hợt, không kể đến những lần bị tranh phô, ba xã hữu cường khiến người nghe hơi bị khó chịu. Khán giả khó tính cho rằng nam em không tôn trọng những người tham gia phiên livestream của mình. Được biết, khi còn đi hát phòng trà, nam em không sở hữu một giọng ca có kỹ thuật điều luyện hay chất giọng nội lực, trái lại người đẹp sở hữu chất giọng khá đại trà với khả năng ca hát ở mức chấp nhận được. Người hâm mộ vẫn yêu thích nam em bởi giọng hát được cho là có cảm xúc khi cô nàng truyền tải vào những bài hát mà mình thể hiện. Thế nhưng, sau khi xảy ra những ồn ào với người nổi tiếng trong showbiz giọng hát của nàng hậu đã tuột dốc không phanh vì thiếu cảm xúc cụ thể khi hát tặng khán giả người đẹp lại mang thái độ giễu cợt thiếu sự trân trọng điều này khiến cư dân mạng bị tổn thương và đã lên tiếng góp ý trước đó cũng ngay trên phiên review stream khi bị netizen cà khịa bằng câu hỏi chị còn đi hát không ngay lập tức nam em đáp trả vị khán giả bằng ngữ điệu thâm thúy như sau chị đang làm sân khấu sau này chị sẽ mở phòng trà để mời ca sĩ về hát thay vì mình đợi người khác mời mình đi hát đó là tư duy của nhà lãnh đạo Nam em nói về ước mơ mở phòng trà như sau, chị sẽ làm thật lung linh, tầm 100 khách đổ lại thôi chứ không có đông, mời mọi người đến nghe chị hát live, ok chưa? Khi con người mình đã trưởng thành rồi, mình luôn muốn cái gì nó phải forever chứ mình cứ trông đợi người khác búc sâu mình hoài sao được, đúng không? Đến lúc mình phải làm việc gì đó mà mình thấy tự tin là nó sẽ đi với mình cả đời. Giống như khi làm sân khấu, mình luôn tự tin rằng nó sẽ đi với mình cả đời chứ mình đừng bao giờ ngồi chờ sung dụng. Biết khi nào sung mới dụng và thay vì ngồi chờ sung dụng thì mình đi trồng cây sung đi là tự nhiên một ngày cây sung của mình sẽ hoành tráng. Tại sao mình không tự nâng cấp bản thân lên để cây sung của mình thật hương thịnh, đầy đủ hơn? Phương châm sống của tôi đó chính là phải tin vào bản thân và tin vào những gì mình đã làm và đã đạt được, phải tin vào chính mình. Thay vì trông đợi người khác búc sâu mình thì tại sao mình không tự mở sân khấu mình hát, rồi sau này mình búc ca sĩ về sân khấu nhà mình. Đó là tư duy của những nhà lãnh đạo, kinh doanh, nghĩ những việc lớn nha bạn. Với cách đáp trả này, bà xã Hữu Cường được cho là khá thông minh, không dễ gì bắt nạt người đẹp. Khi bị chê bai nhan sắc thái độ của Nam Em ra sao? Có lẽ Thị Phi luôn bùa vây hoa khôi Nam Em tuy đã rời phố để về quê khởi nghiệp. Từ đầu năm 2024 đến nay, Nam Em luôn là tâm điểm được netizen đem ra bàn luận trên mạng xã hội. Bắt đầu từ việc, đang yên, đang lành, bà xã Hữu Cường bất ngờ có những phát ngôn và hành động gây chú ý khi phốt người nổi tiếng trong giới showbiz. Điều này đã khiến người hâm mộ quyết định quay xe không còn ủng hộ cô nàng như trước đó. Việc phốt người nổi tiếng đã khiến người đẹp phải rời xa Sài Gòn hoa lệ để chuyển về Đà Lạt khởi nghiệp bằng cách livestream để bán hàng online. Thế nhưng, một bộ phận khán giả đã nhận ra vẻ ngoài tiều tụy, thiếu sức sống của bà xã Hữu Cường. Đáng chú ý, cách đây không lâu người đẹp từng thừa nhận bản thân đang gặp vấn đề tâm lý, dẫn đến tinh thần đôi lúc không ổn định. Gần đây nhất, ngay trên sóng livestream trực tiếp, khi bị anti-fan tỏ thái độ chê bai nhan sắc, Hoa Khôi Nam em đã đáp trả như sau, rồi đẹp dữ chưa hả? Bạn không thấy đẹp nhưng tôi thấy tôi đẹp là được rồi, đâu cần bạn phải thấy. Tôi thấy tôi đẹp thì tôi vui, bạn đâu có vui dùm tôi đâu. Bạn thấy tôi xấu thì bạn khó chịu chứ đâu ai khó chịu cho bạn đâu. Tôi xinh đẹp, tôi yêu đời thì năng lượng vui tươi luôn có trong người tôi, còn nhiều người yêu thương tôi lắm nha. Người yêu thích tôi họ bận rộn đi làm việc để kiếm tiền nên không có thời gian để đối chất với mấy bạn anti fan. Mấy bạn cứ việc anti đi. Mấy bạn tự gom năng lượng độc hại vô người thì mấy bạn thiệt trừ ai. Tôi vẫn hạnh phúc, người yêu thương tôi vẫn hạnh phúc. Được biết rất nhiều lần nam em có hành động đáp trả khi bị chê bai nhan sắc. Trước đó, vì muốn được bình yên nam em đã viết tâm thư xin lỗi khán giả và nhận mọi trách nhiệm về mình. Bên cạnh đó cô mong muốn khán giả dừng việc bạo lực ngôn từ để cho cô và bạn trai có một con đường sống. Trái ngược với lời xin lỗi trước đó, người đẹp vẫn đáp trả cực căng với anti-fan, điều này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi ngao ngán. Bị bom đơn hàng năm em nhờ pháp luật xử lý khi một nhân vật nổi tiếng trong showbiz mỉa mai sau hai lần bị cơ quan chức năng xử phạt với mức phạt cao nhất từ trước đến nay. Nam em không còn livestream phát ngôn gây tranh cãi thay vào đó người đẹp tập trung bán hàng online để gây dựng sự nghiệp cho mình. Tuy nhiên, có lẽ thị phi vẫn luôn bủa vây, cô nàng vẫn phải đối diện với làn sóng công kích từ nhiều phía. Sau những phát ngôn gây tranh cãi cùng cách ứng xử khó hiểu trên mạng xã hội trước đó của nam em, điều này đã khiến cô bị một bộ phận khán giả quay lưng, chỉ trích gay gắt. Bên cạnh đó, trên nhiều diễn đàn, không ít anti-fan đem chuyện bán hàng của Ngôi Đẹp ra để làm chủ đề bàn tán, họ còn tuyên bố sẽ đặt mua nước hoa mà Nam Em đang bán để bom hàng. Không biết sự việc có được thực hiện hay không nhưng điều này đã khiến người đẹp không khỏi bực mình. Đáng chú ý, một TikToker cũng là nhân vật nổi tiếng trong showbiz đã nhắc lại câu chuyện về một người đẹp với nhiều biểu hiện hành vi tâm lý gây tranh cãi ngay trên sóng livestream. Tuy không nói rõ họ tên của Nam Em, thế nhưng tiktoker này có mà nhại lại giọng nói cũng như hành vi được cho là giống với nam em đã livestream trước đó điều này đã làm cho bà xã hữu cường đứng ngồi không yên tình tiết trở nên gây cấn hơn khi nam em bất ngờ livestream cùng nhân vật này và thẳng thừng tuyên bố về việc đã bàn giao cho một người đại diện làm việc với phía luas sư về tiktoker kể trên và group anti mình bên cạnh đó nam em còn khẳng định bảo nhận vật này chuẩn bị thêm tiền để bồi thường thiệt hại cho mình nữa nhé mấy cái đơn hôm hàng mà bị bom đó mình cộng vào luôn rồi. Mình đã muốn hòa bình mà các bạn không chịu. Bây giờ thì khỏi. Lấy lại hết. Để minh chứng cho lời buộc tội của mình là thật, nam em không quên chia sẻ hình ảnh chụp tại bàn tiếp dân tại một cơ quan công an. Sau khi bị triệu tập lên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, số tiền nam em phải đóng phạt tổng cộng là 47,5 triệu đồng. Có vẻ như càng ngày nam em càng khó có cơ hội bước chân vào showbiz Việt, thay vào đó, người đẹp tỏ ra khá lạc quan vì vừa cho ra mắt nước hoa của riêng mình. Tuy vừa bán nước hoa chỉ vài ngày, nam em đã khoe sương sương doanh thu khủng, tối đa một ngày có thể kiếm được 60 triệu, có ngày được khoảng 30 triệu. Tính trung bình sẽ là 40 triệu trong một ngày. Một tháng tôi sẽ kiếm được một tỷ hơn nhưng mà trừ ra nguyên liệu các thứ sẽ không còn bao nhiêu đâu. Mốt, tôi sẽ có thêm vài mặt hàng như sữa tắm, sữa rửa mặt, son môi. Cỡ vậy sống tới giả là thơm rồi. Thế nhưng, cư dân mạng lại cho rằng con số trên nam em tự vẽ ra mà thôi. Trước đó hãng nước hoa của người đẹp bị hoài nghi về chất lượng, bởi vì trong phiên livestream mới đây, nam trợ lý của nam em lỡ miệng nói rằng nước hoa này chứa 100% cồn. Cồn có trong nước hoa có vai trò hòa tan và pha trộn các hợp chất thơm, cho phép chúng được phân tán đồng đều và thúc đẩy sự bay hơi của nước hoa khi thoa lên da để giải phóng các phân tử hương thơm vào không khí. Sau khi viết tâm thư xin lỗi cộng đồng mạng, mong được tha cho một con đường sống, nam em đã đính chính về phát ngôn vạ miệng của trợ lý như sau: có những bạn đang bôi nhọ nước hoa của mình có thành phần 100% là cồn do lời vạ miệng của trợ lý mình. Các bạn có quyền khởi kiện hoặc nhờ quản lý thị trường vào làm việc. Nhưng nếu sự thật không có thì các bạn cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi và lời nói của mình nhé. Mặc dù nam em khẳng định kiểu, cây ngay không sợ chết đứng. Thế nhưng Giang Cư Mận vẫn khuyên cô nên công khai bảng thành phần nước hoa để làm rõ sự thật giúp người tiêu dùng được yên tâm hơn. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt tin nóng được biết nhé!